quầy đọc đây, trời ơi. Hai tim. Tìm thôi. Em mà nó ổn không trời. Sẽ chờ này nó không xuống luôn rồi. Đâu quá nhờ. Ủa cái đẹp gì sao chơi. Một bé. Đố anh bắt được em luôn. Đây còn khẩu nữa nè. Đây à. Đi luôn, hai like. Đỉnh vãi cái nồi. Đã thấy ghê không? Mình chưa thấy cái mình đang tính review cho anh em cái bộ hãm đầu nòng mới ra nè, mà nãy giờ mình kiếm méo thấy đâu cả. Ồ thật sự là đây 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 đây. Combo hủy diệt rồi anh em ạ. Thì ở đây cái video này mình chủ yếu là mình sẽ review cho anh em cái bộ hãm đầu nòng nha. Nãy giờ mình chưa có ai để mình test á. Cái bộ hãm đầu nòng này nó bá cực kỳ luôn anh em ạ. Nó bá ở một cái chỗ là nó sẽ có 50% độ giảm độ rung của camera khi anh em bắn ấy. Nghĩa là lúc mình em bắn ấy, xung quanh của anh em nó sẽ bị rung rất là giật. Mà cái nòng giảm giật trước đây nó không có làm được. Còn cái này nó đã làm được rồi anh em ạ. Anh em bắn cảm giác như là anh em bắn game offline luôn ấy. Quê cực luôn. Mà cũng gần bo này. Giờ mình sẽ đi kiếm người mình test thử cho anh em. Bắn sướng lắm anh em ơi. Đấy bắn kìa. Ủa sao nghe mình đã disconnect rồi, không biết là nó bị ao hay là nó bị lỗi mạng nữa. Thôi mình cứ lấy xe coi, mình chờ xíu coi nó vô lại, nó không vô lại là mình phải đi bắn solo đua. Rồi, thanh niên bị lỗi mạng rồi kìa. Giờ mới vô lại nè. Tiếc lắm mà. Rồi, lên lấy xe đón nó luôn rồi vừa. Trời ơi, tôi đã ít nước ra chớ nữa. Con báo này.
biết nó vô lại kịp không đây nữa nè. Ui, có cấp 8 luôn này. Ôi nãy giờ mình quên mất đây nè. Cái nòng giẫm động vật nè anh em ạ. À. Cái đó là cái cũ, còn đây là cái mới của mình nè. À. Trời ơi, không có tuổi luôn, tuyên bố luôn. Ảo lắm anh em ơi. Sẽ chứng minh cho anh em xem. Trời ơi, nó ảo như ảo ma luôn. Nó vô lại lượt cũng vậy. Để đi em ơi, em ơi, em ơi, mình lấy thêm khối đi. Mình bắn combo đạn 7 lấy thêm đi. Lấy thêm đi. Đi này vô được không vậy? Mình thấy nó vô rồi mà. Nó bị chán tên liền. Nè vô bé ơi. Đồ bên đây nhiều hơn, đây ngon hơn nè. Là mình bắn M24 ta. Ở đâu có M24 nhỉ? Mình quên mất rồi. Man ơi, đừng bắn em bị lý tính man ơi. Đâu rồi, tính đâu rồi? Xe mình nó bị hư rồi ta. Mình đâu có thấy nó bị lủng bánh hay gì đâu. Mình cảm giác nó có nảy nảy cái gì anh em ạ. Quầy cái này là cái không biết tính nó là bả đây. Có xe nữa, có xe nữa, xe nó dừng nữa. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy giống hát chưa? Trời ơi. Ê, nó cong lên kìa. Thằng này láo. Để quỷ kia nó lút thính rồi em ạ. Lút xong nó chạy mẹ nó rồi. Kiểu gì cũng phải ra bé. Em đánh chấm đâu rồi ta? Chà, chấm lút đồ á. Đồ đâu có thiếu đâu mà. Trong nhà này giờ mình lên mình xe nó bắn mình nãy chĩa luôn hay thế nhờ. Mày thằng này nó đi tới cho nó giành bo á lộn nhìn nhìn tính trước một mình đó. Rồi tụi kia nó bắn cái súng gì mà ghê vậy, súng thính à. Công ẩu quá. Để xem cú đi ta. Đó, đi luôn rồi. Kiểu gì nó cũng qua nó kiếm mình nè. Nó công ẩu quá. Làm sao chơi thôi. Yếu chứ con. Uống nước đã. À,
Giờ mình sợ nó ném choáng lên này nè. Ai ai tôi bắt đầu tôi lại đi loot, thề cái mỗi lần xong trận đi loot nghe mệt mẹ sao anh em ạ. Như lâu rồi chưa thấy mình bắn mấy bạn chưa thấy mình bắn berry đúng không? Đây mình bắn berry cho các bạn coi nè. Không mù mắt không lấy tiền luôn. Mà ở đây là có AUG. AUG thì mình vẫn thích bắn hơn. Tại vì mình có kill nâng cấp rồi điểm kill rồi. Nhìn cho nó đẹp anh em ạ. Nhiều khi mình giết người xong nó hiện lên, trời ơi kiểu như mấy thằng kia nhìn cái nó rén. Lại có 8 kìa. Ui, mình mà chơi solo cái kiểu chơi solo giàu thế nhờ. Bắn ca ta. Ca one shot one kill đi anh em ạ. Đỡ tốn đạn đó. Trời ơi. Ôi. Cửa nào đây? Khỏe cái con boss kia nhá. Tao chưa làm gì mày nha mày, quỷ. Trong những dòng súng SR thì cái ca là cái cây mà nó thay đạn rất là lâu anh em nhé. Rồi. Đâu rồi? Mới bắn tôi đúng không? Anh nào mới bắn tôi đấy. Điểm nhanh nhẹ cái coi. Lũ đạn nhà mày. Ok, nó bắn xong nó núp luôn anh em ạ. Chó thật. Đâu ta? Thì như hướng mình không được. Không làm thì đâu hướng đây nè. Con boss này nó thích khiều. Đấy, nó lại khiều mình. Cúp 8 đó ní ơi. Nè nè nè. One. Ok. Mày đùa tao à? Tao đang làm lead đó mày. Vãi. Ca này ca của chúng. Gì đây? Trời ơi. Đùa thiệt chứ. Gần như nó đứng im cho mình bắn luôn anh em. Hai người thôi chạy tới đây rồi không đi kiếm, chả cần biết boss hai người, nhưng mà tốt nhất là mình cứ cẩn thận anh em ơi, bắn kiểu nhiệt tình vô. Đó là con boss nhưng mà sao nó nhấp nhả trên. Ô đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trời ơi cuối cùng tôi cũng có rồi anh em ơi, đây nha. Mình sẽ cho anh em xem cái độ bá đạo của nó. Ui, sao nhiều thế? Ôi được, bắn lén nghe mấy anh ơi. Game này nếu mà chơi solo là chỉ có một mạng thôi đấy. Nhiều khi bị bắn là không cơ hội làm lại luôn á. Đừng ác với em. Mấy anh ơi đừng ác với em. Wow. Wow, sát bên. Cái này mình phải lụm thêm được cái đây, cái này là bây giờ là xưa rồi anh em ạ. Xưa lơ slug rồi. Chả ai thêm dùng. Bắn đây à. Mình phải đi kiếm thêm cái gì ta? Cái bộ hồi sinh nữa. Mình mới tự tin mình solo. Ủa. Anh thấy mình nhảy ghê không? Anh binh đi cái qua tới đây luôn. Chắc bot. Nếu mà vô đây là thường phải có chìa khóa hay gì chứ nhở? Cảm tia lửa cũng được. Con boss đó chắc nó lút tè le đây hết rồi. Làm sao để kiếm được cái đồ hồi sinh ta? Khó thế nhở? Khó cực đấy. Muốn sinh tồn là mình phải tin vào bản thân mình trước anh em ạ. Mình phụ thuộc vào trang thiết bị. Rồi Messi, không ai thấy tôi, không ai thấy tôi. Ê, nãy giờ cái bạn này bắn kinh nha. Đây à, bắn nhau đây à. Bắn nhau đây à.
Nghe gần lắm ấy. Ui, siêu xe luôn. Anh ơi, tha em. Hình như nghe thấy em đợi sao ấy. Anh ơi, tha em. Lamborghini này mà. Bò trắng. Làm gì vậy? Ê, hay là mình khiêu không ta? Ê, hình như là đang bêm nhau. Cơ hội, trời ơi, cơ hội. Thừa nước đục thả câu. Chết mấy bạn rồi. Mình phải giết được tay to đi xe siêu xe đó anh em ạ. Nhưng mình dừng hơi lố rồi, hình như hơi xa rồi. Giờ chạy qua biết kịp không đây. Tiếng đó là tiếng của AUG. Họ mới hiện kêu lên cái ACE chứng tỏ chưa giết được. Đây rồi. Đấy, nó chưa mình form rồi kìa. Ôi, không phải form cái thằng tay to đấy mà. Trời ơi, tôi form cái thằng yếu rồi. Thằng tay to nó tên gì ấy? Dở rồi. Chắc cũng yếu lắm rồi. Mong mình nó chưa kiếm được giáp. Trong đây nè. Thì mình phải xác định. Đâu ta? Ê, này thì tay to với chúng tôi. Trời ơi, mình bắn sao mình điếm thúi dữ vậy trời. Bạn tay to quá, xin lỗi bạn nhé, mình phải giết bạn trước. Bạn bắn kinh quá, ai chịu cho nổi. Ui, bà lưu cho em xin. Cho em xin. Trời ơi, cái găng tay này đẹp nha. Lụm luôn. Bộ đồ này để mình mặc cho mặt nạ của bạn đúng không? Trời ơi, cái kiếm này nghe nó xịn lắm anh em ạ. Ôi trời, mình sẽ đóng giả làm bạn cho. Không sao, không sao, clear hết chỗ này rồi đúng không? Game sao tự nhiên bữa nay dễ thế nhở? À. Lấy thêm máu anh em ạ. Lấy thêm một cái bình máu xịn đi. Nước luôn. À, giờ mình làm hư xe mẹ rồi, giờ xe đâu đi? Xe mình. Trời ơi con siêu xe. Má ném chơi bơm cái nó nổ thôi, còn ăn khứa này nữa. Gặp thằng khứa này nữa. Chắc nó xé chiếc xe của ngục mớ rồi. Đẳng cấp, vậy là mình loại trừ được. Ôi, thanh niên kia mẹ quăng nét chết luôn kìa. Tự tử luôn à. Đó là thấy tên mình hiện lên khiếp quá. Mình đã loại được một là đối thủ sừng sỏ. Đúng là gọi là gì ta? Mẹ nó có cái câu gì hay lắm mà mình quên bố nó rồi này mà. Văng với vở chán thật. Cái gì mà hình như là trai sò đánh nhau ngâm bất lợi không ta? Nên thông cảm, hồi xưa mình đội sổ một môn văn học tập làm văn cày thế nhờ. Nó phải chi mình được phá chiếc xe đó là mình được đi siêu xe rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mình ngồi Lamborghini anh ơi, được bắn em mới được có hai like cắn trộm đó mấy anh ơi. Đồ đồ Messi, không ai thấy tôi, không ai thấy tôi. Thằng chú này hay lắm nha anh em, đừng đùa. Nhiều lần mình chơi mình đọc thằng chú đó là nó đâu thấy mình đâu, lại bot à. Tha cho bot đấy chứ mình giết bot nhiều quá mấy bạn chê cái video của mình. Thằng này nó toàn đi farm bot. Mình nghe tiếng nét đằng trước sao nghe ghê thế nhỉ. Còn 25 em lại tự tử bằng lựu đạn cơ. Ủa dạo này có cái trend tự tử bằng lựu đạn hay gì ta? Anh em thông cảm nha, mình đang bị cảm cho nên là nó nghe cái giọng mình nghe hơi kỳ kỳ. Ây da, ây da, ây da.
Bây giờ mình biết tại sao mà nhà làm phát hiện phát phải không? Cái nhà làm game này nó lại cho lâu lâu xuất hiện những cục đá như vậy rồi mà. Mẹ thời thốn thật á. Đây là game chứ ngoài đời lúc nãy giờ mình văng ra trước rồi. Cái chỗ này nó nhà cửa kinh quá, vắng kho lắm. Thôi mình đi ra ngoài đi anh em. Mình kiếm cái nhà nào mình thủ nha. Thôi mình lại thấy lâu lâu mình thấy cái tên của Trung Quốc ta. Rồi chơi ngu luôn rồi. Mình kiếm cái nhà nào để mình tá túc đi, nhà này đi. Mình chờ bo cuối vô cái mình đi bem nhau cho nó vui. Đó giờ mình đế nghe tiếng súng đâu cả. Máy bay à? Máy bay hồi sinh anh em ạ. À không, máy bay nhảy dù. Này là quái gì có hồi sinh. Ủa, nó bung dù rồi. Hướng nào mà đó ta? Chắc đây quá, mình nghĩ chắc đây nè. Trời ơi, giờ này mày cũng bắn cái băng 16 nữa kìa. Đùa chứ, ót nhiều thế. Má, cái cắm của tôi xa vậy, đấy tôi biết ngay mà. Mày đem thấy không? Kiểu gì nó chỉ nhảy dưới đó thôi. Thế thì cho mình xin. Nó xe hơi xa nhờ. Thế bây giờ mình lấy lại xe, mà lấy xe á, mình chạy thì cái đề, cái tiếng đề xe nó sẽ to lắm anh em ạ. Phải thanh niên mà kiểu như có cái tay phone. Hết đạn chưa mày? Mày hết đạn chưa mày? Con lén mày dở. Quên, Ronaldo Messi không mất tiêu. Con mẹ nó chứ trời ơi. Đây đây. Ủa, thằng này táp kinh đấy. Người táp kiểu đó thì khác nào kia người ta bắn. Vậy mà lấy được cái top 1 nó thì đẹp luôn em ạ. Đâu ta? Táp nghe giòn lắm mà. Ây da, boss à. Vậy trên này mình có nghe tiếng nữa nè. Bắn rồi. Mình lại chơi chiến thuật gọi là tắp lén thằng trưởng. Tức ghê á. Cái lúc này thì lại không có cái nòng giảm giật kia để test anh em ạ. Còn kia đâu nhở? Bắn đi chứ. Lộ diện đi chứ. Mình nó hơi hở nhờ. Ủa nó bắn bên kia rồi anh em ạ. Mày có thanh niên nào móc qua đêm đấy. Đó, mình tính công lên bắn cái để kiếm cái thằng bắn đó. Mình sợ trên đây quá à. Đây có chiếc xe nè. Má ơi, tôi vô giữa tâm địch luôn hay gì nè. Mình sẽ lợi dụng tiếng máy bay anh em ạ. Chết mày rồi con, chết mày rồi con. Coi trình tắp lén của anh nè con. Một bé. Làm lâu nước cái. Nước nó sẽ kéo máu cho anh em. Nó tăng thể lực cho anh em. Má xe nhìn ghê vậy, em chắc người đi rồi sao chứ.
đâu ta? Mẹ. Gì vậy? Hết hồn má. Trời ơi. Ôi trời ơi trời trời ơi. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thôi lỡ rồi mình lấy cây này mình sấy thôi. Mình kiếm cấp 1 luôn. Cái này mà không có cái đồng giấm thanh thì cũng hơi khoai anh em ạ. Bất ngờ chưa ông già. Ẩu thì chứ. Ô cuối mà lao lên như đúng rồi anh em ạ. Để hiểu kiểu gì. Ẩu là chết bạn ơi. Mẹ rồi, bây giờ mình hết đạn rồi. Ôi kìa. Đạn đâu? Chết tôi rồi, đạn bảy hết rồi. Đạn bảy đi. Đi, sao lại để phải đạn bảy vậy? Ô, ở đây rồi. Cái nòng của tôi đây rồi. Nó biết mình à. Hình như là còn một con boss với con thằng này dưới đây thôi anh em ạ. Đàn bảy. Đủ mé đàn xanh không vậy? Không sao, chơi luôn anh em ạ. Mình chơi lớn luôn. Để ý mẹ nó mù mắt luôn rồi. Cái cây rùa già ngon quá mà hết đạn anh em ơi. Tức thiệt chứ. Nãy giờ tay cầm của tôi rớt mẹ nó hết luôn rồi. Thề luôn ạ. Nó thì cây ruya nó báo mình quá anh em ơi. Trời ơi, cái top 1 ảo thật đấy. Trời ơi, cái này thật quá là ai thật sự luôn. Ai quá đi, trời ơi là trời. Mình thấy cái top 1 của mình nó cứ tiếu thế nào anh em ạ. Ok, bye bye anh em nhé.